Xin chào tất cả các bạn, mình là Quang, mình chuyên chia sẻ những kiến thức giúp bạn phát triển công việc kinh doanh của bạn thành công nhanh chóng nhất trên nền tảng internet. Thì trong cái video hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn này một cái công cụ nhé giúp chúng ta có thể xây dựng những cái phiếu bán hàng. Đó thì cái video này sẽ dành cho những bạn nào là kinh doanh những cái sản phẩm thông tin ví dụ như khoa học online này. Đó hoặc là những cái sản phẩm mà và các bạn muốn xây dựng theo cái mô hình phiếu đó. Thì cái video này nhá. Đây mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn một cái website demo này đó, ở đây thì uh, website này thì mình uh, xây dựng trên nền tảng WordPress đó. Thì để xây dựng những cái phiếu bán hàng ấy thì các bạn sẽ có rất nhiều những công cụ. Ví dụ như một trong những công cụ khá nổi tiếng trên thế giới đó như là công cụ Clickfunnel giúp các bạn xây dựng được những cái phiếu bán hàng. Ví dụ như những cái landing page này, đây, đó. Sau đó là xây dựng những cái trang bán hàng này, thanh toán này, upsell này, đó, trang membership này. Đấy. Thì uh, cái 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 web này cái thì đây là một trong các công cụ trả phí đó chính là công cụ về click funnel giúp bạn xây dựng những cái trang bán hàng những cái hệ thống bán hàng tự động ở trên internet đó đó chính là click funnel đấy thì thì, thì đây này xây dựng những trang bán hàng này trang sale page này trang giỏ uh, hàng này trang cửa hàng này đó. thì uh, uh, mình mình hướng dẫn các bạn nhé cách chúng ta xây dựng trên nền tảng wordpress đó nên xây dựng trên nền tảng wordpress thì cái chi phí nó sẽ tối ưu hơn rất là nhiều khi các bạn trả tiền cho những công cụ uh, như là click funnel này đó thì đây là một cái website demo này đó. thì uh, ở trên này mình đã làm một website demo cho các bạn có thể có thể thấy đó chúng ta có rất nhiều những phần đầu tiên là các bạn để xây dựng được những cái trang uh, là page hoặc là những trang tặng quà ví dụ như đây chẳng hạn này đó có để tặng những cái ebook này nó sau đó các bạn sẽ lấy được cái thông tin họ tên số điện thoại email Uh, những cái phần đấy trang những cái trang landing page tạo như này cực kỳ đơn giản nhé chỉ với những cái thao tác kéo và thả thôi sau đó khi đến những cái trang này thì chúng ta có thể đến những cái trang ví dụ như upsell đó sau khi người ta điền những cái thông tin này sau đó các bạn sẽ chuyển được đến trang upsell thì ở cái trang này bạn thể cắn những cái video chẳng hạn này nó cung cấp đến những cái giá trị đó và các bạn để upsell lên đấy bán thêm những sản phẩm ví dụ như là chúng ta bán khoa học chẳng hạn này nó theo đúng cái mô hình phễu mà rất nhiều các chuyên gia ở trên thế giới và cũng như Việt Nam áp dụng đó một cái trang landing page để lấy danh sách email sau đó một cái trang sale page thì chúng ta có thể bán hàng và trang trang sale thì nó sẽ có phần để thanh toán đây ở đây có thể thanh toán thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng hoặc là Momo đấy và tiếp theo là uh, một cái trang nữa đó chính là trang cảm ơn nó khi người ta mua xong thì trang cảm ơn đấy thì toàn bộ nền tảng này nhé đều xây dựng bằng WordPress được nó cực kỳ tuyệt vời nó ví dụ như là cảm ơn các bạn đã mua hàng này và đi đến trang tài khoản này đây, cái cái quá trình nó hoàn toàn tự động hết trên internet nhé và tiếp theo là à, đây kích vào đây này nó có thể vào và học những khóa học online này nó tích hợp luôn cả hệ thống học online ở trên này đây để bạn thấy này nó hệ thống học online và có video này Đó, học những cái khóa học của chúng ta ở trên này Xây dựng tháng này. đó và học xong thì kích cái phần xác nhận hoàn thành này đó. đấy thì đây đây nó là một cái hệ thống hoàn toàn là tự động hết nhé đó hoàn toàn tự động hết cho các bạn ở trên internet đó rất là tuyệt vời đúng không nó gồm đầy đủ những cái cái thứ mà cái này cực kỳ phù hợp với những bạn nào là chuyên gia diễn giả nhà đào tạo muốn xây dựng một cái hệ thống bán hàng tự động ở trên internet đó và với cái chi phí cực kỳ tối ưu luôn đó và xây dựng hết bằng nền tảng WordPress đó thì các bạn nào đang quan tâm đến cái uh, xây dựng một website như này có thể uh, tham khảo uh, cái, một cái khóa học nhé hướng dẫn các bạn xây dựng cái nền tảng này làm chủ cái nền tảng này bằng WordPress nha chúng ta xây dựng bằng WordPress nha nó xây dựng WordPress hoàn toàn bằng WordPress nên là chi phí cực kỳ là tối ưu đó và và và, và uh, các bạn không cần phải trả tiền thế hàng tháng và quản lý quản trị thì cũng cực kỳ là dễ dàng đấy thì các bạn nào là chuyên gia diễn giả nhà đào tạo cực kỳ phù hợp với mô hình này hoặc là các bạn nào uh, muốn uh, xây dựng những hệ thống bán hàng tự động ấy, thì bạn này cũng có thể sử dụng cái uh, cái hệ thống này thì các bạn để tham khảo qua của dưới phần mô tả hoặc các bạn nào muốn đặt lịch uh, muốn làm một website chọn gói như thế này đó, các bạn là chuyên gia diễn giả muốn đặt lịch bên mình là chọn gói thì có thể inbox cho bên mình nhé đó thì cái video này rất là ngắn thôi mình đã giới thiệu các bạn đến một cái website đó một website là một cái hệ thống bán hàng hoàn toàn tự động hết ở trên internet và nó rất phù hợp với thị trường Việt Nam chi phí tối ưu hiệu quả cao được thì video này mình xin được kết thúc ở đây và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo chúc các bạn thành công và các bạn nhớ đăng ký kênh nhé bởi vì mình sẽ trở lại với nhiều các bài học hữu ích hơn nữa chào tạm biệt.